em xin chào các anh. Và xin mời các anh chúng ta cùng nhau thưởng thức một đoạn chất âm của cái chiếc âm mi cực kỳ là nổi tiếng của Sansui các bác nhé. Và được rất nhiều các bác đang săn đón và đang hỏi mua. Đây là con Sansui là AUD6DBX. Nó ghép hợp rất nhiều các cái dòng loa khác nhau, trong đó có thể kể đến như là con Biona 77A đấy, hoặc là các cái dòng Biona F900 cũng ghép với con 6DBX để các rất là hợp, hay là một số các cái dòng JBL cũng được đấy, như các bác nhé. Có một số người thì là hay nói rằng là JBL phải đi với Akufei hoặc là JBL nó phải đi với Marang đấy, thì đấy là tùy theo từng mỗi người thôi. Còn như con XDK này thì tiếng bass nó rất là mềm, sâu đấy, cái tiếng tép nó rất là mịn theo chuẩn châu Âu, nên là mình ghép với những cặp JBL cũng rất là hay nhé. Thì như các anh thấy là con này được trang bị một nút tông để chỉnh bắt tép này. Nếu mình ấn đổi nút này lên thì bắt tép ở đây sẽ không có tác dụng nhé. Đây, khi bắn chìm xuống này. Đấy, thì ngay lập tức là sẽ có tác dụng nhé. Em tăng tép này. Ok, bây giờ đến bát nhé, em sẽ giảm bát về này. Tăng bass lên này. Ok chưa? Nút round note để tăng cường thêm tiếng bass tích tép. Lưu tinh giảm tiếng. Đấy. Ba đăng sơ hai bên vẫn đang có tiếng bình thường. Hai loa đều có tiếng các bác nhá. Đấy. Còn đây là các hệ thống input đầu vào. Đấy. Đấy. Tune phono này, CD này, tuner này, tape này. Đấy, được chưa? Đấy nhá. Ok. Thì con âm ly này thì nó sở hữu là một cái công suất rất là mạnh mẽ các bác nhá, lên tận 230W luôn. Cực kỳ khủng. Và mỗi bên vế của con Sansui này thì nó là chạy 4 sò nhá, tức là tổng 8 sò. Khỏe hơn rất nhiều so với các con âm ly khác. Con âm ly khác thì nó chỉ chạy 4 sò thôi, tức là mỗi bên 2 sò, nhưng con này mỗi vế là tận 4 sò thành 8 sò nhé, nên là nó rất là khỏe. Đấy. Và các bác có thể nhìn thấy ở dưới đây. Sảng quá. Các bác đang nhìn 4 sò đây không ạ? 1, 2, 3, 4 con sò, bên trên này 4 con sò, là 4, tất cả 8 con sò nhé. Đấy. Sử dụng cánh tản nhiệt nhôm. Các con này về hàng có rất là đẹp, tất nhiên đây là hàng bãi, hiểu không ạ? Có một vài vết trầy xước không tránh được, nhưng mà nó tổng thể là một con mi đẹp. Đây là con 6DBX Tiacac này, thì trước đây thì giá của nó khoảng tầm trên 8 triệu. Đấy.
Thì bây giờ thì em bán xả con này với giá là 6.800.000. Nếu bác nào đang có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 để đặt hàng nhé. Đấy, em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Vâng, xin chào các bác.